Cá thu 18 kg nhảy lên thuyền, lao trúng ngực người gây tử vong. Chuyến đi câu cá ở Northern Territory, Australia biến thành thảm kịch sau khi một con cá lớn nhảy lên thuyền và lao trúng ngực người đàn ông 56 tuổi gây tử vong. Danh tính cụ thể của nạn nhân không được công bố, ngoài thông tin đây là một cư dân từ Northern Territory. Cảnh sát Northern Territory cho biết vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào lúc 16 giờ 30 phút hôm ngày 14 tháng 8, khi người đàn ông 56 tuổi này đi câu cá cùng gia đình và bạn bè ở Darwin Harbour thuộc vịnh Kulin. Nạn nhân bị một con cá lớn nhảy lên thuyền lao trúng ngực. Một ngư dân địa phương có tên riêng Crane cho biết đó là một con cá thu nặng 18 kg. Sự việc nghe có vẻ kinh khủng và khó tin nhưng nó đã xảy ra, ông riêng Crane nói với trang ABC News. Sự cố này thực sự kỳ lạ, khiến những người trên thuyền cùng các thành viên gia đình và bạn bè của nạn nhân hết sức đau buồn, cơ quan cảnh sát, cứu hỏa và khẩn cấp Northern Territory cho biết trong tuyên bố hôm ngày 15 tháng 8. Cảnh sát đã yêu cầu tôn trọng sự riêng tư của gia đình nạn nhân và không bình luận thêm về vụ việc, tuyên bố nêu rõ. Chi tiết về nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của nạn nhân chưa được công bố. Một người phát ngôn của dịch vụ cấp cứu St. John Ambulance xác nhận người đàn ông nói trên vẫn thở khi cứu hộ được gọi tới hiện trường. Người phát ngôn nói với NT News, bệnh nhân cảm thấy khó thở và sau đó được hô hấp nhân tạo khi được đưa lên thuyền quay về Darwin. Chúng tôi tiếp tục cố gắng hô hấp nhân tạo cho nạn nhân khi thuyền đến vịnh Kulin. Quy trình hồi sức được thực hiện trên thuyền và đội cứu thương của chúng tôi nỗ lực cấp cứu người đàn ông khi về tới bến. Thực sự rất buồn khi một ngày đi câu lại kết thúc theo cách này, người phát ngôn nói thêm. Theo thông tin từ ông Crane, chiếc thuyền câu cá nói trên thuộc sở hữu cá nhân chứ không phải thuyền cho thuê để câu cá. Vào năm 2018, một phụ nữ bị rách cổ khi con cá thu nặng 10 kg nhảy lên thuyền ở vùng nước cách Darwin 45 km. Con cá thu dài tới 1 mét được cho là đã nhảy cao hơn 1,5 mét trên không trung trước khi lao lên thuyền và đâm trúng cổ của nạn nhân. Nạn nhân trong vụ việc này sống sót nhưng chịu một vết thương sâu ở cổ. Ha ha ha,